Thưa quý vị, theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay đã có 80 trên 83 bộ ngành địa phương trên cả nước triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, đạt gần 96,4%. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh bảo đảm an toàn thông tin mạng đang là thách thức. Mô hình đảm bảo an toàn thông tin chuyên nghiệp 4 lớp gồm lực lượng tại chỗ, tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát bảo vệ chuyên nghiệp, tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ, kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp thống nhất từ trung ương đến địa phương là một trong những định hướng quan trọng của an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhất là cho các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử. Hiện nay là Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số. Mà trong công tác chuyển đổi số thì cái việc đảm bảo an toàn thông tin là một yếu tố then chốt, đảm bảo được rằng là các hoạt động cung cấp dịch vụ chúng ta an toàn, tin cậy. Và khi đó thì cái chương trình chuyển đổi số chúng ta mới thực sự hiệu quả. Đấy, thì trong đó tuy nhiên rằng là trong quá trình chuyển đổi số ấy, thì cái nguy cơ mất an toàn thông tin là diễn ra thường xuyên. Hiện nay thì cái động cơ mà nhắm vào trong các cuộc tấn công nó không chỉ thuần túy là những cái hình thức đơn giản, mà nó là nhắm vào những động cơ chính trị, động cơ kinh tế rất rõ ràng, và thủ đoạn hành vi cũng ngày càng tinh vi hơn. Là hacker là sẵn sàng phát động những cái chiến dịch tấn công mà âm thầm mà gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn. Theo thống kê, chỉ tính riêng trong tháng 11 năm 2020 đã ghi nhận gần 700 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 18,9% so với tháng 10 năm 2020, chủ yếu ở loại hình tấn công cài mã độc, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực phục vụ công tác công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức đang là vấn đề đặt ra. Trong hơn một năm qua thì có rất nhiều cuộc tấn công xảy ra, trong đó tấn công có chủ đích vào Đà Nẵng cũng có rất là nhiều. Thì với cái tình hình như thế thì được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông rất là quan tâm, trong đó là xây dựng một cái đội ngũ về trực ca cũng như là vận hành và xử lý các sự cố về an ninh thông tin. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay đã có 215 cơ quan tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Trong bối cảnh chính phủ đang quyết liệt triển khai chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, công dân điện tử, công dân số, nguồn nhân lực an toàn thông tin cần được tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hơn nữa bằng nhiều hình thức, cả ngắn hạn và dài hạn, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của bối cảnh mới.